Hoàng Phương, số báo danh 316, tới từ Khánh Hòa. Xin chúc mừng thí sinh Lê Hoàng Phương đã đạt được giải thưởng Best Head Work. Xin chúc mừng một đại diện tới từ thành phố Hồ Chí Minh, số báo danh 311, Lê Thảo Nhi. Xin chúc mừng thí sinh Lê Thảo Nhi. Ba bốn bao, Nguyễn Thị Hương Lê. Xin được chúc mừng Hương Ly. Giải thưởng tiếp theo chúng ta không thể hy sinh tới từ Tây Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, số báo danh 314. Có số báo danh. Dạ, em xin mời Đức Bảo ạ. Số báo danh 307, Nguyễn Thị Thanh Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh. Có số báo danh 337, Nguyễn Thị Lệ Nam. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Lệ Nam đã giành giải Best Face. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến